Triệu Lệ Dịnh, Hàn Canh rủ nhau quên kịch bản phim, vừa nhất bác phá tim. Triệu Lệ Dịnh lẫn Hàn Canh đều đứng hình trước câu hỏi về bộ phim mình đã đóng, vừa nhất bác hơi bất chấp, nhưng kết quả thì các nghệ sĩ của hai công ty Hoa Tụng và Nhạc Hoa đều tham gia chung một tập của Happy Camp. Hai bên đã có những cuộc thi đấu cười ra nước mắt để chọn ra bên thắng cuộc. Trong một vòng thi, sẽ có nhiều câu hỏi dạng đúng sai về các bộ phim cũng như tác phẩm nổi tiếng được đưa ra. Đội thi đấu sẽ dùng búa đen và búa trắng để thể hiện đáp án của mình. Đối thủ phải chặn lại đáp án đúng thì mới thắng cuộc. Câu hỏi đầu tiên là về bộ phim Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dịnh đóng vai chính. Vì vậy, đội của cô nàng đồng loạt quay sang hỏi rằng câu hỏi đúng hay sai? Tuy nhiên, Triệu Lệ Dịnh lại khá e dè, né tránh đồng đội vì cô nàng đã quên sạch rồi. Biểu cảm ngượng ngùng không chắc chắn khiến người hâm mộ không thể ngừng cười được vì sự đáng yêu này. Đến lượt Hàn Canh, anh chàng cũng không khá khẩm hơn là mấy khi ngồi ngơ ngác bần thần nhìn vừa nhất bác liên tục cầu cứu. Vì không ai biết đáp án chính xác nên cả hai bên đều như đi thi ném búa, chứ không phải thi trả lời câu hỏi. Sau đó đến lượt vừa nhất bác ném búa, anh chàng tham gia với tư thế, thấy búa là ném hết. Vì vậy cứ hướng thẳng tường mà ném không quan tâm đến đáp án đúng sai. Khi được hỏi thì trả lời lại, em cũng không biết nữa. Câu trả lời của anh chàng khiến cả trường quay cười như được mùa. Đồng đội thì ra sức ném búa đen, còn vừa nhất bác lại chăm chăm vào búa trắng. Ở vòng thi tiếp theo, hai người cùng một đội phải ngồi đối diện nhau, mũi chân đối nhau, hai đầu gối phải áp sát không được mở ra. Cả hai phải giữ nguyên tư thế này để đứng lên cùng một lúc. Nếu một trong hai mất thăng bằng hoặc bị ngã sẽ thua cuộc. Đến lượt vương nhất bác thì không dễ như vậy. Anh và Hải Đào phải cật lực lắm mới có thể đứng lên. Nhưng vương nhất bác lại một lần nữa thất bại khi anh chàng bị mất thăng bằng. Kết quả phải đội người thành kim tự hàm thì mới thành công. Hôm nay vương nhất bác hơi đen tí thôi nha, chứ bình thường anh chơi cừ làm đấy. Tuy vậy nhưng đội chiến thắng cuối cùng sau tất cả các vòng chơi là đội của vương nhất bác, Giải Trí Nhạc Hoa. Cả đội đã cùng nhảy một điệu vô cùng đáng yêu trước chương trình kết thúc. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.